Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Hạ viện khiến Chu Bình Đình phát điên, la ó trong cơn tuyệt vọng. Chương trình RNC đã chính thức được công bố. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, có vẻ như là chính quyền ông Chu Bình đang phát điên vì biết rằng cơ hội gian lận bầu cử sắp tới là bằng không. Sau khi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và được chính Chủ tịch Hạ viện rất ủng hộ về dự luật SAFE, yêu cầu cử tri xác minh danh tính trước khi đi bỏ phiếu nhằm bảo vệ triệt để cho cuộc bầu cử này được minh bạch và chính xác hơn. Dự luật này sẽ là bước tiến vượt bậc cho cuộc bầu cử Đảng Cộng hòa vì rất được người dân Mỹ ủng hộ. Trong một thông báo vào hôm thứ hai, Chủ tịch Hạ viện đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã đe dọa phủ quyết dự luật này. Vị Chủ tịch Hạ viện đăng trên X tuyên bố mọi công dân Mỹ nên lo ngại rằng Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã mở cửa biên giới cho chúng ta cho hơn 9 triệu người nhập cư bất hợp pháp, vừa mới tuyên bố rằng ông ấy sẽ phụ quyết dự luật của chúng ta nhằm ngăn chặn những người không phải là công dân Mỹ bỏ phiếu. Joe Biden đang tuyên thệ sẽ chặn đạo luật, được gọi là đạo luật bảo vệ quyền bầu cử của người Mỹ, yêu cầu phải chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ trước khi người nộp đơn được đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang đạo luật SAFE do dân biểu Chip Roy đưa ra và được hơn 100 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đồng bảo trợ, sẽ yêu cầu các quan chức bầu cử của tiểu bang yêu cầu những người nộp đơn đăng ký cử tri phải cung cấp bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ trước khi họ được thêm vào danh sách cử tri của quốc gia. Ông Chip Roy trả lời Breitbart News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, luật liên bang đã được diễn giải là cấm các tiểu bang kiểm tra xem bạn có phải là công dân hay không, mặc dù về mặt kỹ thuật luật pháp quy định rằng bạn phải là công dân. Vào tuần này, chính quyền Biden đã đưa ra tuyên bố về đạo luật SAFE, trên thực tế là cam kết sẽ ngăn chặn việc đạo luật này trở thành luật nếu nó được trình lên bằng làm việc của tổng thống. Tuyên bố từ tòa Bạch Ốc có đoạn, chính quyền phản đối mạnh mẽ SR8281, đạo luật bảo vệ quyền bầu cử của người Mỹ. Việc những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang đã là bất hợp pháp. Đây là một tội liên bang có thể bị phạt tù và tiền phạt. Lý do biện minh cho dự luật này được cho là dựa trên những lời dối trá dễ dàng bị bác bỏ. Ngoài ra, việc đưa ra tuyên bố sai sự thật về quyền công dân hoặc bỏ phiếu bất hợp pháp trong một cuộc bầu cử có thể bị trừng phạt bằng cách trục xuất khỏi Hoa Kỳ và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Các tiểu bang đã có các biện pháp bảo vệ hiệu quả để xác minh tư cách của cử tri và duy trì tính chính xác của danh sách cử tri. Dự luật này sẽ không làm gì để bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta, nhưng nó sẽ khiến mọi người Mỹ đủ điều kiện khó đăng ký bỏ phiếu hơn và tăng nguy cơ cử tri đủ điều kiện bị xóa khỏi danh sách cử tri. Bằng chứng rõ ràng cho thấy, luật hiện hành nhằm ngăn chặn người không phải là công dân bỏ phiếu đang hoạt động như mong đợi. Rất hiếm khi, người không phải là công dân vi phạm luật bằng cách bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Quý vị thân mến, thay vào đó, thì chính quyền Biden lại yêu cầu quốc hội nên thông qua đạo luật tự do bầu cử. Đạo luật này sẽ khôi phục quyền bỏ phiếu cho hàng triệu tội phạm, không còn phải chịu án tù nữa. Dự luật này cũng sẽ mở đường cho việc bỏ phiếu qua thư trên toàn quốc cũng như đăng ký cử tri tự động trên toàn quốc. Theo như Braves News đưa tin, đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đang vận động chống lại đạo luật SAFE, để những người được bầu ở khu vực dao động dễ bị tổn thương vào thế khó chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tháng 11. Yêu cầu chứng minh quyền công dân Hoa Kỳ để bỏ phiếu rất được người Mỹ ủng hộ. Một cuộc thăm dò năm 2022 cho thấy, 65% người Mỹ ủng hộ việc yêu cầu chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu, bao gồm 48% đảng viên dân chủ, 62% cử tri dao động và 88% đảng viên Cộng hòa. Chương trình RNC đã chính thức được công bố. Kính thưa quý vị, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố chủ đề chương trình cho Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2024 sẽ được tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Chủ đề sẽ là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, với việc Trump chính thức được công bố là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là Jussie Willett và Chris LaCivita cho biết trong một tuyên bố. Ngay từ đầu chiến dịch đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người dân Mỹ bình thường, những người sẵn sàng khép lại 4 năm thất bại, thảm họa và xấu hổ trong và ngoài nước. Họ nói thêm rằng, Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024 sẽ thể hiện tầm nhìn của Tổng thống Trump nhằm xoay chuyển đất nước và đưa phong trào nước Mỹ trên hết đến chiến thắng vào tháng 11. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Watley và đồng chủ tịch Lara Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ trong thông báo về các chủ đề hàng ngày của đại hội. Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024 chắc chắn sẽ tiếp tục xây dựng năng lượng và động lực cần thiết để đưa Tổng thống Donald Trump đi đến chiến thắng vào mùa thu năm nay. Không phải ngẫu nhiên mà đại hội sẽ trình bày tâm nhìn của Tổng thống Trump về việc khôi phục nước Mỹ tại Wisconsin, điểm xuất phát trên con đường trở lại Tòa Bạch Ốc các chủ đề hàng ngày được bao gồm bên dưới với đầy đủ chi tiết như đã thông báo tập trung vào nền kinh tế an toàn công cộng an ninh quốc gia và một thời đại hoàng kim mới cho nước mỹ sự kiện này cũng dự kiến sẽ bao gồm một đội hình đầy đủ các nhà lãnh đạo đảng cộng hòa các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và các biểu tượng văn hóa như một phần của sự kiện nổi bật làm cho nước mỹ giàu có trở lại trong chính quyền Trump đầu tiên, nước Mỹ đã trải qua một sự bùng nổ kinh tế chưa từng có. Các chính sách kinh tế nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump đã cắt giảm các quy định rườm ra, cắt giảm thuế suất và sửa đổi các thỏa thuận thương mại để tạo ra một sân chơi công bằng hơn cho ngành công nghiệp và người lao động Mỹ. Dưới thời chính quyền Biden-Harris, tất cả những tiến bộ này đã bị đình trệ hoặc đảo ngược. Tiền lương thực tế của người lao động Mỹ thấp hơn trước khi Biden nhậm chức, trong khi đó lạm phát và giá năng lượng cao do chương trình nghị sự chống khoan dầu lấy cảm hứng từ thỏa thuận mới xanh của Biden đã khiến cuộc sống hàng ngày trở nên quá đắt đỏ đối với tầng lớp lao động Mỹ. Chính quyền của Donald Trump thứ hai sẽ lực trang cho chương trình nghị sự Biden Nomad vô nghĩa và mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng mới. Thứ ba, làm cho nước Mỹ an toàn trở lại các thành phố và cộng đồng mang tính biểu tượng của Mỹ trước đây đã trở nên rỗng ruột. Những cơn ác mộng phán địa đàng nhờ vào chính sách mềm mỏng với tội phạm và mở cửa biên giới của Joe Biden và đảng Dân Chủ. Ở nước Mỹ của Joe Biden, những người nhập cư bất hợp pháp chưa được kiểm tra và những tên tội phạm bất trí được tự do đi lang thang trên đường phố và khủng bố người Mỹ bình thường, trong khi lực lượng thực thi pháp luật bị coi là quỷ dữ các băng đảng đã tràn vào biên giới của chúng ta, tràn ngập các khu phố của chúng ta bằng đủ lượng fentanyl và methamphetamine gây chết người để giết chết mọi người Mỹ nhiều lần. Tổng thống Donald Trump sẽ đứng lên bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta và chấm dứt tình trạng tội phạm vô nghĩa và dòng chảy ma túy đang hoành hành tại Mỹ. Thứ tư, làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại. Dưới thời Joe Biden, vị tổng tư lệnh yếu nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, nước Mỹ đã trở thành trò cười cho toàn cầu. Từ bãi rác của chúng ta ở biên giới phía Nam, đến cuộc rút quân Afghanistan vụn về, đến cuộc chiến Hamas Israel, cho đến việc tạo điều kiện cho chế độ khủng bố Iran. Biden đã nhiều lần đi sai trên đường thế giới. Theo tầm nhìn của Tổng thống Trump, nước Mỹ sẽ một lần nữa trở nên mạnh mẽ và an toàn, đồng thời chấm dứt sự yếu kém của chính quyền Biden-Harris. Tổng thống Donald Trump sẽ bảo vệ biên giới của chúng ta, kiềm chế các mối đe dọa từ Trung Quốc và Iran và khôi phục lại vị thế chính đáng của nước Mỹ trên trường thế giới. Thứ năm, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tổng thống Donald Trump sẽ mở ra một thời đại hoàng kim mới cho nước Mỹ. Trong và ngoài nước, vị thế của nước Mỹ sẽ được phục hồi. Các gia đình Mỹ sẽ một lần nữa được hưởng sự thịnh vượng, an toàn và sức mạnh. Các thành phố và cộng đồng đang xuống cấp và đổ nát của chúng ta sẽ được hồi sinh. Người Mỹ sẽ một lần nữa có lý do để nuôi dưỡng hy vọng và lạc quan cho tương lai của đất nước chúng ta. Tổng thống Donald Trump sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại một lần nữa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times.